chân của nó, dưới của nó hơi đẹp. Sau đó đàn vào nhau như vớt lưới ấy đẹp. Cây móng đằng kia vừa nãy. Đấy, con này thì hoành tráng đấy. Con này bao tiền đây? 12 triệu. 12 triệu. Quê đẹp, 12 triệu. À. Đất lụt. Vâng, bác à. Sáng nay mang ra nhiều người tưởng đa thì để. Nhìn trắng trắng mà mập mập này. Tưởng đa. 12 triệu. Cao tầm 50 nhỉ? 60. Tầm 60. Của nhà mua cái đồn đấy bao nhiêu tiền? Đồn nào? Cái đồn nhà anh em này. Đồn sư đấy rồi. Mấy trăm nghìn cái. Đây ra đầu này này, rẻ mà có 3 4 3 3 400 đúng không? 380 một cái. Cái đầu này này ngay hôm đấy. À sao nào? 800 806 là hà một đôi. Là 4 thế là 4 4 403. À thế vẫn đắt à? À nó trời. Đây là 4 4 450. Thế mặc cả xuống 400 ngàn. Không, nhưng cái kia là mua trên mạng. Ship bên. Giá cao xuống 400. Chỗ nào mà mua nhiều vào nó ship bên. Đỡ phải chở. Chắc nó rẻ hơn tí. Không mua đôn đấy cũng đẹp. Nó sạch sạch thôi chứ. Sạch. Sạch đẹp bằng đồng Đồng Nai. Đấy, đẹp làm sao được. Đồ bát tràng đồ ấy rồi. Mình bày cho nó sạch. Không có điều kiện thì chơi cái đắt tiền. Cây mình không có cây đẹp thì chở để loại đấy thôi. Con đấy tươi nó không sợ, nó đi được số không buồn trình bày đó. Nhà mình ở đâu? Tây Mỗ bác. À, Tây Mỗ à? Đấy. Thế trên sân thượng anh em nhìn rộng đi chứ. Có cả nhà có 30 mét thì lấy đâu bây giờ. Tây Mỗ hẳn là cái hôm xem có một khu đi quay mắt cả ngày về xem làm. Đúng rồi, đúng. Vâng, nhìn thấy Cang Lam đấy. Gần mà Tây. À, mấy mấy chị à? cũng ngày xưa cùng Từ Liên đấy. Chị gần có một cái nhà mấy chị với một cái nhà ở Xuân Phương. Có nhà ông ấy không? Có nhà gần nhà ông Kim không? Mấy chị là Phú Đô. Phú Đô. Có nhiều mini. Anh ơi, mấy chị thượng anh mấy chị trẻ. À. Còn hiện tại bây giờ đấy ở trên Xuân Phương. À thế à? Anh nào nhiều đất thế. Thì vẫn còn ở mấy chị là vẫn còn nhà đúng không? Ở mấy chị vẫn còn nhà đúng không? Ê, chơi cây đẹp vô. Chơi cây để đâu? Xuân Phương. À, Xuân Phương à? Tốt quá. Xuân Phương anh rộng như để bao nhiêu cây thì... Cây si vừa rồi mua nhập cả 300 nghìn. Có chục. Thế mà ông dám được 700 nghìn. Ờ, ông dám được 700 nghìn. Hả? Được, nuôi được. Có tương lai. Đấy, mình nuôi đồ như thế thì... Thì có mấy khi bắt được đâu. Thấy nó toàn mấy chục thì mua làm sao được. Nuôi những cây nó bỏ cây nuôi. Đấy, đây là mặt nào cũng đẹp. Cái trực hoành. Cái này trước mua của ông Ngạn. À thế à? Vẫn vườn nhà ông ấy đúng không? Đấy, mua về xong em mang về. To này thì phải gửi nhà ông ấy thôi nhỉ. Mang về ở trên ga Cần Thượng. Ồ, phiêng được lên. Trước nó thì có cái này đâu mà. Phiêng được lên cả. Không lên được. Dưới toàn sơ dừa mà. À, dưới toàn xỉ than nhẹ. Nhấc hai người nhấc. Hai người nhấc. Cũng là cũng phải vừa đi vừa nghỉ nha. Trước toàn cười rồi cắt cụ đây thôi. Làm gì có cái cảnh. Làm 4-5 năm rồi. Cây này đầm luôn. Đầm luôn. Rồi. Mang đi mang lại một công vẫn mang hư được người. Đấy, con này thì ở phía trước vẫn còn đấy luôn. Vâng. Con này đẹp thế mà chả ông nào lấy nhỉ? Con trái. Trước là bảo bao nhiêu tiền tuyên bố? 7 triệu. Nay cứ tưởng không có chợ quên nhớ nhầm. Ra. Kiện gọi ra. Đấy, sang trái thì đẹp đấy. Cây đẹp. Thiên nhiên. Rất thiên nhiên. Nguyên quyết này bao nhiêu? Cây là 3 triệu. Còn nguyên quế? Nguyên quế là 2 triệu 2. Cái kia hôm trước quên mất 3 tiền. Quả vàng nhé, phân quả vàng nhé. Cây là 3 triệu. 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Linh Sam này. Sam 2 triệu rưỡi. Cây... Okay, Mai Chữ Thủy này. Mai là 2 triệu 3. 2 triệu 3.
đấy, đẹp đấy. Đan dày. Đấy, tưới không lọt nước xuống dưới. Đấy, đẹp đấy. Kê trong chậu lâu năm rồi, hôm trước vì vừa mất chậu. Được, đây được, giá rẻ hợp lý. Giá cái này mua được rẻ thì bán rẻ. Đấy. Trái này. Đấy, cứ đi, thuê cái sân trái đẹp đấy. Cây chất lượng đấy. Đấy. Hy vọng là giao dịch thành công. Đấy, có từng ghi hay đấy. Từng ghi được. Từng ghi được. Alo, alo. À, em đang ở chỗ đầu nhà cái hôm cái chị mua cái cây trúc ấy. À, à vậy. À đây. Nhà đấy, đây đấy nhà chị nhà. Đúng. Đây đấy nó phải. Đây. Cái này thì mấy tiền? 12 vậy. 12, 12 nhỉ? Đây vậy. Nhẹ à chị? Đây nó cũng nặng đấy. Chứ, cho em tí. Cho em tí em nhấc xuống. Ai cái tivi chị ạ? À đây à? Cái tivi hay phết. Cho gửi nhờ đây tí nhá. Em cảm ơn chị nhá. Điều đẹp. Cái tivi hay. Cái này là bao nhiêu? Con này 900. 900. Ừ. Chào Phúc Kiến này thì đấy. Thấy cây nào chưa chị? Để sẽ tạo lên trên kia chị. Dạ vâng. Em cảm ơn nhé, tí nữa tí ra kia uống nước chị nhá. Tí em mời nước. Vài triệu 2. Triệu 2. Cho chạy số điện thoại đi. Đây, đọc số. 096. Tính chứ hôm trước đọc rồi nhỉ? 096. 221. 221. 55. 55. 55. 88. 5588. Ok. Bên này là cái cuồng khác thôi. C này. Chậu và chị cho cái chậu. Đấy bỏ ra ô bảo chị và xem cái này à. À thế sao lại biết vậy? Chậu phía trước bà chị ở đây. À rồi. Em có mấy cây nhỏ hay. Về chúng ra ô gửi chị. Đúng rồi, và thích cái cây nhỏ. Kiếm cho bà chị cái cây sung có quả mà đẹp nhỏ. Bà thích sung thì đơn giản. Đấy, không nhưng mà để nhỏ mà đẹp là ít đấy. Ờ, chị nhà bà ở giúp bác cổ, chị ấy mang từ nơi xem, lấy được đấy, lấy được vui vẻ. Chị ngại lắm, lấy được chị ngại lắm. Cây cối này. Mà em đi bán là việc của em đấy chứ, đúng không? Cây cối này
có cái xe mà thích rồi thì mình phải bán rồi, ừ. Bán ra một vấn đề khác. Đấy bảo bà chị cho cái chậu mang tận đây, không không dám sang lấy tận nơi. Bảo mình đi cho bà vẫn phải mang ra tận nơi cho nó. Ok, cây cây được. Đấy, những cái loại nhỏ nhỏ này thì như hôm trước có quay này, mấy trăm đấy, 200 trở lên đấy, 200.000 trở lên. Ok, cảm ơn các bạn. Đấy, có cây này cũng vui này.